1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn đã đến với ngôi nhà Kurumi. Ngôi nhà này có giá 49.000 nha, và hình như nó là một cái nhà xe di động. Đây, khỏi đoán nữa, chúng ta sẽ khui ra và biết ngay nha. Ok. Ở phía sau người ta còn có hướng dẫn mình cách chơi nè. Đây nha, ở bên trong hộp thì nó có cái miếng dán xếp, chị rất thích luôn. Một cuộn mà kèo hai mặt. Còn đây là tờ hướng dẫn để cho chúng ta lắp ráp để thành một chiếc xe như thế này. Có sẵn cái con đường để mà xe chúng ta sẽ đậu nè. Và chạy nha. Còn đây là những cái sticker, những cái mảnh lắp ghép nè mà chúng ta sẽ bẻ ra nha. Và trước khi bẻ thì các bạn phải nhớ hết những cái số nè. Đó, những cái số. Nếu không nhớ thì các bạn có thể ghi ở phía sau đây ha. Số 14. Rồi ở đây là số 5. Ghi tất cả luôn. Rồi đánh số xong thì bây giờ chúng ta chỉ cần bẻ nó ra nha các bạn. Kurumi. Đó. Có những cái này nữa nha. Có những cái nó chị không biết nó là cái gì luôn. Ví dụ như cái này nè các bạn. Wow, có cái hàng rào. Ôi đừng nói nó bị rách nha. Đây nè các bạn ơi, người ta cắt nó chưa có ok lắm, thấy chưa. Ê, ê là chị sai. Tức là chúng ta chỉ tháo miếng nhỏ này ra thôi mà chị xé cái này luôn. Trời, vậy mà chị nói người ta cắt chưa đứt. Đây các bạn nha, giữ nguyên mấy cái phần này, chúng ta chỉ lột cái này ra thôi. Đây. Rất là nhiều nha các bạn, mà tháo cái này nó đã lắm. Kiểu như là bị ghiền luôn á. Cái cửa này, cái cửa của cái xe mà họ. Còn cái này là chắc là ghiền xung quanh cái xe cho nó dễ thương nữa các bạn. Rách nữa rồi. Trời ơi, mê bẻ quá, bẻ rách luôn. Rồi, đó, bẻ thì rất vui. Bây giờ nó ra một đống như thế này không biết làm sao mà ráp cho nó ra được cái xe như thế này nữa nè. Thôi thì cũng sẽ phải nghiên cứu đâu. Số 1, đây. Đầu tiên á là mấy cái chỗ dư dư vậy nè thì các bạn sẽ gấp lại hết luôn nha. Đây, gấp lại như thế này hết. Rồi, tất cả những cái nếp gấp này thì chúng ta sẽ đều dán băng keo nha các bạn. Đây, băng keo hát mà. Sau đó các bạn sẽ xem nè. Chị sẽ ấn nó vô. Đó, được một bên. Sau đó mình sẽ quay cái đầu này lại nè, cho nó cùng mé với cái này ha. Đây nè, đó. Ok. Là cái xe nó đã đứng lên rồi. Tiếp theo thì là cái miếng này nha. Đây, chị quên chị là dán băng keo ở phía sau nhưng cũng không sao nha các bạn. Rồi. Cái này á, tháo ra. Rồi mình sẽ dán cái này vô trước nè. Căng cho nó thật là khít luôn. Rồi bây giờ mình mới dán vô nha. Để nó thành cái vách của cái xe. Đây có mấy cái miếng này nữa mà chị quên. Và bây giờ mình lại tháo bên đây. Đó. Như thế này nha các bạn. Các bạn có thể dán cái này vô trước nha, đừng có làm giống chị nha. Để cho nó có cái viền nha các bạn. Đó. Tiếp theo là cái miếng này ha. Mình gặp lại 4 góc. Và cũng dán băng keo đủ 4 góc nè. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên đây. Đây các bạn. Đó. Từng cái một nha. Wow, wow, còn cái chỗ này là nó bị sai rồi nè các bạn ơi. Trời ơi, cái này không có dán ở trên đây nha. Chúng ta sẽ tháo ra một cách dễ dàng. Mình dán cái viền này trước nha các bạn.
cùng cũng xong. Đây, nó có sự cửa sổ trời ở trên nữa này nha. Đó. Rồi cái nãy á, là cái này nè các bạn. Đó, nó là cái phần bích xe nha. Trời ơi, vậy mà chị may không chị dán lên trên đầu. Tiếp theo thì đây, các bạn xem này ha. Gấp cái này xuống, gấp cái này vô, gấp cái này qua. Tiếp theo là các bạn hiệu Kurumi. Đó. Tiếp theo là cách để làm một cái ghế nè. Đây các bạn, mình sẽ dán một ít băng keo ở đây nha. Sau đó các bạn sẽ bẻ xuống, bẻ cong cái đầu này nè. Wow. Đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tháo cái này ra. Mình sẽ dán một mặt ở phía dưới đây. Qua bên đây mình sẽ dán ở phía dưới này luôn. Rồi các bạn bẻ ra nó tròn tròn. Như vậy là chúng ta đã có được một cái ghế. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ráp lên tường. Ôn. Đây cái xe. Đây là con đường. Và cái xe này thì nó sẽ đổ ở trong lề đường. Cái hộp hồi nãy nè, chúng ta sẽ bỏ vô đây để làm cái bàn ngồi nha. Bàn thì cũng sẽ có là ghế nè, thêm một cái ghế ở bên này nữa. Đây nha, đây thì sẽ là một cái bảng hiệu nè, mà các bạn sẽ đặt ở đây. Cái hàng rào cũng được dán băng keo. Và chúng ta sẽ để hàng rào ở đây nha. Thêm một cái băng, cái hàng rào ở phía sau nữa nha. Tiếp theo là cô chủ Kurumi của chúng ta nè. À, xin chào mọi người. Và sau cùng thì chúng ta sẽ sắp xếp những cái ăn đồ lên nha. Đó, cái đồ để chiên nè, menu, máy xay sinh tố. Đó, ăn bánh kiêu nha, kiêu nha. Đây, trà rồi nè. Rồi đó, hả, có cái nón để phục vụ. Sữa nha. Đó, rồi có cả nước suối nè. Ăn muốn uống thì uống. Cà phê. Đó, đường ha, ăn muốn thêm đường cũng có luôn. Và đây, rất là nhiều cái hạt cà phê, cũng như là cái túi cà phê mang về, và sữa mang về luôn, nước ép trái cây. Rồi wow, và đặc biệt là có cả phục vụ bánh sandwich nè. Sandwich nha. Rồi xương sáo nè. Cái xương sáo nó đen đen kem. Rồi có cả những cái đồ trang trí nữa. Đó, và chúng ta sẽ sắp xếp lên. Và như vậy là xong một cái cửa hàng của Kurumi siêu tiện lợi. Các bạn cảm thấy có hay không nè? Đó, nếu hay đừng quên cho chị một like, một đăng ký thành viên kênh Một Ngày Với Một Câu Chuyện nha. Và nếu như có một cái xe mà nó dễ thương như thế này thì các bạn có đến ủng hộ Kurumi không? Comment ở phía dưới nha. Wow, có rất là nhiều thức uống luôn. Xin mời.